Bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến, từ năm 2011, Tây Ninh đã thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gọi tắt là đề án 1956. Đến nay, ở 9 huyện thị, 82 trên 82 xã trên toàn tỉnh đã kiện toàn ban chỉ đạo và triển khai thực hiện khá hiệu quả đề án 1956 của chính phủ. Châu Thành là một trong những huyện biên giới thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo đánh giá bước đầu, toàn huyện có 70% lao động có việc làm sau khi tham gia các lớp học đào tạo nghề. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự Châu Thành với chương trình đào tạo nghề lao động nông thôn. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Trong năm 2013, Hội Nông dân huyện Châu Thành phối hợp cùng Ban chỉ đạo 1956 về thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện, có kế hoạch triển khai cho các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến hội viên nông dân về chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn. Qua đó, có hơn 1.000 nông dân đăng ký học nghề. Huyện đã tổ chức hơn 30 lớp, có 1.000 học viên tham gia. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, toàn huyện có 70% số học viên có việc làm sau khi tham gia các lớp đào tạo. Thành phần tham gia các lớp học nghề gồm cán bộ viên chức ở xã và hội viên hội nông dân. Đã có 11 lớp dạy nghề riêng cho 330 hội viên tham gia, gồm các nghề kỹ thuật trồng và cạo mũ cao su, lớp lai tạo nhân giống lúa cộng đồng, lớp dạy nghề nuôi rắn, nuôi ếch, nuôi gia súc, gia cầm, v.v. Thanh Điền là một trong ba xã ở huyện Châu Thành được tỉnh chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Trong chương trình thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Châu Thành chọn xã Thanh Điền là điểm để thực hiện đề án trong giai đoạn 2013-2014. Theo đó, Thanh Điền là địa phương được đào tạo nhiều nghề, gồm các nghề nuôi trùng quế, nuôi ếch, nuôi rắn, nuôi cá nước ngọt, trồng nấm, trồng rau sạch, trồng lúa lai, trồng cao su, v.v. Một số nghề mang lại hiệu quả, người tham gia học có việc làm là nghề cạo mũ cao su, nghề trồng lúa lai, nghề nuôi cá nước ngọt. Hiện đang có nhiều học viên có thu nhập khá. Đề án mà đào tạo nghề cho lao động nông thôn rất là tác dụng. Đấy, cho lao động nông thôn này, phần đông là lao động nông thôn không có việc làm ổn định. Chỉ là làm thuê, làm mướn thôi. Nhưng mà có dự án học nghề này thì nông dân sẽ bám sát theo cái đề án này mà để đào tạo nghề, học nghề. Để học nghề thì có những cái nghề rất là phù hợp với địa phương. Nhưng cái nghề nuôi cá nước ngọt nè, nghề nuôi gia cầm, nghề nuôi trùng quế, rồi các nghề như là đó sẽ giúp cho nông dân có cái tay nghề phụ thêm và cũng góp phần cái tăng thu nhập cho gia đình. Đó là cái nghề, nếu mà nông dân có cái nghề thêm nữa sẽ là cuộc sống sẽ được dần dần nâng cao lên và sẽ góp phần xây dựng nông thôn mới cho xã nhà. Chi hội nông dân ấp Thành Phước cũng đã được học là hai lớp là nuôi cá nước ngọt. Đó thì trong quá trình là tham gia là trên 20 học viên. Đó, trong quá trình thực hiện là những học viên đó đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đã về thực tế nuôi cá, cá lồng bè. Hiện nay đã thành lập được cái câu lạc bộ nuôi cá lồng bè ở ấp với trên 30 thành viên. Trong quá trình thực hiện là được sự hướng dẫn của ở trên, đó là nông dân đã áp dụng đến nay là những kết quả đã đạt được rất khả quan, có nghĩa là đã tạo được lợi nhuận và cái nguồn thu lãi cho gia đình. Nó từ cái nâng lên cái hộ nghèo, nó đã vượt lên cái hộ là khá. Cũng như ở các địa phương khác, trong quá trình tổ chức thực hiện, ngành lao động thương binh xã hội Châu Thành tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, giám sát, đánh giá, thống kê công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi học. Ở từng địa phương đều có sự phối hợp khá chặt chẽ giữa các ngành, các đoàn thể và chương trình này được người lao động nông thôn tích cực tham gia vì lợi ích của nó. Vấn đề trang bị cho lao động vùng sâu, vùng xa có thêm tay nghề, am hiểu dần khoa học kỹ thuật, tự tạo việc hoặc tìm việc làm đã góp phần cải thiện cuộc sống, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động. Việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn Châu Thành, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa. Khuyến nông của huyện Châu Thành
đầu tư cho 10 hộ ở ấp Suối Dọp, xã Thái Bình. Giai đoạn đầu thì em về xử lý đất đồ này kia, dọn đất bằng phẳng với giống là mình ngâm sơ lại xạ hàng theo khoa học kỹ thuật của khuyến nông huyện Châu Thành. Khâu đầu tiên là làm đất, phải xử lý đất bón vôi đồ cho nó diệt những cái mầm bệnh với tăng độ pH cho đất. Rồi bước thứ hai là bón xạ xong, bón 7 ngày là mình bón phân lần đầu. Tiếp theo là đợt hai là 16 ngày là mình rải thêm một đợt nữa ure với kali lăng đồ, mình phối hợp kali ít thôi. Đợt ba là khoảng 25 ngày là em bón thêm cái nữa, em chia làm 4 đợt. Rồi sau bón phân đón đồng là 40 đến 45 ngày là tùy theo lúa nó mạnh khỏe là mình bón hơi sớm chích, còn hả nếu mà lúa mà bị ngập úng này kia là mình bón hơi trễ chích. Chính xã bên cánh tây là có giáp sông Dầm Cỏ, thì bên đó là coi như về sản xuất nông nghiệp là phụ thuộc vào cái nước tự nhiên, nước trời, do đó là bà con nông dân là còn gặp nhiều khó khăn. Còn 6 xã bên cánh đông á, thì có cái thuận lợi là làm cái nước dầu tiếng, do đó là thuận lợi hơn. Về trong cái sản xuất nông nghiệp trong năm nay thì do cái mưa bão nó xảy ra nhiều, do đó là nó gây cái ngập úng cục bộ trên cái địa phương, nhưng mà nó cũng không có gây khó khăn gì nhiều. Về cái công tác khuyến nông của năm nay, của trạm năm nay là coi như thực hiện được là cả là 4 cái chương trình, trong đó là một cái chương trình dự án lúa ba giảm ba tăng, một chương trình thăm canh mía và một chương trình là chăn nuôi gà an toàn sinh học, và một cái chương trình về nuôi trồng thủy sản, nuôi cá thác lát, thăm canh cá thác lát. Thì trong cái các dự án đã đem lại hiệu quả. Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thực hiện đã đẩy nhanh việc phổ cập nghề, tăng năng suất lao động, tạo điều kiện cho lao động nông thôn có nghề phù hợp với khả năng, sức lao động, sát với nhu cầu thực tế ở địa phương, giúp cho lao động vùng sâu, vùng xa nói chung, nông dân ở huyện biên giới Châu Thành nói riêng có việc làm ổn định, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho gia đình. Năm 2014 sắp tới, ngành lao động thương binh xã hội huyện Châu Thành tiếp tục phối hợp với các đoàn thể liên quan thực hiện chương trình đào tạo nghề nhằm trang bị thêm kiến thức cơ bản về kỹ năng nghề cho lao động nông thôn, giúp người sau khi học sẽ vận dụng được kiến thức vào thực tiễn sản xuất ở địa phương, dễ dàng tìm việc làm mới ngay trên địa bàn cư ngụ của mình. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình khuyến nông của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.